Shop hàng Nhật Nội Địa. Chào các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày 29 tháng 3 năm 2020. Buổi chiều hôm nay em lên sóng một series nồi cơm để cho các bác lựa chọn. Bây giờ em lên sóng tiếp với các bác một cái chiếc nồi cơm của hãng Hitachi các bác nhé. Hitachi. Chung là có rất nhiều các hãng nồi cơm để các bác lựa chọn. Nếu các bác nào mà chưa mua nồi cơm bao giờ thì nó là một sự mê cung, nó là mê cung rất là khó mua. Đấy. Rất là khó mua các bác nhé. Nó rất là nhiều nồi, rất là nhiều hãng và mỗi một hãng thì rất là nhiều nồi. Đấy. Đối với các bác mà chưa mua nồi cơm bao giờ thì em khuyên các bác nên mua những cái nồi mà trong cái khả năng tầm tiền của mình thôi. Vì sao? Vì là thực ra các cái nồi cơm của Nhật bản chất nấu rất là ngon rồi. Có những cái nồi rất là VIP chỉ giá đến 5-6 triệu, có những cái nồi chỉ 1-2 triệu. Nhưng mà cái khả năng nấu cơm của nó thì nói thật với các bác là nó chênh nhau cũng không nhiều. Đấy. Cũng 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 thôi. Không nhiều, nhưng mà có nhiều bác thì thích phải nồi hút chân không, áp suất. Đấy, có những cái bác thì thích phải là có cốc bù ẩm. Nói chung là rất là nhiều loại. Đấy. Bây giờ em lên sóng với các bác một cái chiếc nồi Hitachi này. Giá rất là hợp lý các bác nhé. Giá con em bán chỉ có 2 triệu thôi. Đảm bảo với các bác nấu cơm ăn cực ngon. Đấy ạ. Các bác nhé, đảm bảo nấu cơm ăn cực ngon. Công nghệ steam cut của hãng Hitachi này. Đấy. Không cần thiết gì phải cao siêu đến những cái nồi 3-4 triệu cả. Đấy, nói thật với các bác là như thế. Con nồi Hitachi này đời rất là cao. Đời 2014 các bác nhé. Đời 2014 này. Đâu rồi? Xem đây 2014 thôi nhé, các có thể nhìn thấy luôn. Chưa? Đấy, công nghệ áp suất đầy đủ, công nghệ áp suất thôi nhé. Đấy, công nghệ áp suất đây, áp suất chết, áp suất bi các bạn nhé, các bạn nhìn chưa. Đấy, tình trạng nồi là 2014 còn rất là mới doang, còn xanh két, rất là đẹp. Đấy, răng xanh két rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, em nói với các bạn tình trạng bên ngoài còn khá là mới luôn, mặt sáng bóng, cũng không có sự móc méo gì cả. Quay chi tiết cho các bạn xem, các bạn mua cho nó dễ. Đây là cái hộp mà chứa hơi nước các bạn nhé. Hộp này là hộp lớn, có nhiệm vụ là sẽ điều tiết cái lượng nước của nồi cơm trong cái hộp này. Cái này thỉnh thoảng các bác phải bỏ ra vệ sinh. Đấy. Con này sử dụng công nghệ màn hình LED cực hiện đại các bạn ạ. Màn hình LED đấy, rất là đẹp. Quay ra thì qua điện thoại thì nhìn nó bị lóe. Đấy, công nghệ màn hình LED. Lòng nồi thì rất là dày dặn mà còn đẹp. Lòng nồi đẹp. Lòng này không bong chóc một tí nào luôn. Thì ạ, rất là dày. Đấy, các bạn xem. So bằng gang. Cực mới luôn, rất là dày dặn. Nấu cơm ăn rất là ngon. Đấy, thì giá rất là hợp lý, áp suất các bạn. Các bác nhìn có cái này là có áp suất này, có khóa vùng này. Giá rất là hợp lý cho các bác nào mua nồi cơm về gia đình mình để sử dụng. Thay thế cho những cái chiếc nồi cơm của Trung Quốc hay của Việt Nam mà dùng mâm Nhật. Khi các bác mua những cái nồi cơm Nhật xong rồi, các bác mới thấy à, tại sao mình không mua nồi cơm Nhật từ ngày xưa mà bây giờ mình mua thì thật là đáng tiếc. Đấy. Khi đã chơi đồ Nhật rồi thì các bác quay lại cái nồi cơm kia các bác không thể nào ăn được. Nồi cơm Nhật này nó nấu, em không hiểu được công nghệ của gì, nhưng mà nói là nồi cơm Nhật nấu ngon nhất thế giới luôn. Tất cả các dòng thì cốc cu hay cái gì đó thì không có tính đến luôn nhé. Khi nó sản xuất một chiếc nồi cơm mới ra toàn chục triệu đến 20 triệu thôi. Thì mấy cái nồi mới bán thị trường, nồi điện tử bây giờ bán 2-3 triệu, 4-5 triệu. Sao mà so sánh được với những cái nồi này. Đấy, một con nồi rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp, giá có 2 triệu thôi. Sử dụng điện 100V các bác nhé. Giá không có đổi nguồn, không bao ship đâu. Các bác nào mua thì các bác alo cho em. Cảm ơn các bác.